Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại một cái chợ phiên ở vùng biên giới trên tỉnh Lai Châu nhé các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình mời các bạn cùng mình khám phá cái chợ rất là đặc sắc ở trên vùng cao biên giới trên tỉnh Lai Châu này các bạn ạ. Chợ trên này thì mình thấy họ bán rất là nhiều các mặt hàng đặc sản Tây Bắc nhé các bạn nhé. Những cái đồ họ lên rừng họ tìm về xong mang chợ phiên để bán các bạn ạ. Một cái chợ phiên mình cảm thấy là thú vị và bán rất là nhiều đồ ở trên núi rừng Tây Bắc các bạn ạ. Giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá chi tiết cái phiên chợ ở vùng biên giới ngày hôm nay họ bán những cái gì nhé các bạn nhé. Đây là buổi đầu tiên mình đi khám phá cái chợ phiên ở trên này các bạn ạ. Mình cảm thấy rất là hào hứng để đi khám phá và trải nghiệm cái chợ ở trên này ngày hôm nay họ buôn bán các mặt hàng gì nhé các bạn nhé. Theo thông tin Lượng được bạn bè chia sẻ thì trên chợ này người dân bán tất cả các loại mặt hàng đặc sản Tây Bắc. Đây nói chung là cái chợ đầu mối cung cấp những cái mặt hàng dược liệu quý, nông sản và những cái sản vật địa phương để ra các thành phố khác các bạn ạ. Vì là ở đây có những cái cánh rừng nguyên sinh rất là lớn cho nên là người dân đi lên rừng đi hái tìm những cái mặt hàng dược liệu và đặc sản mang ra chợ để bán đấy các bạn. Giờ thì mình không liên thiện nữa, mời các bạn cùng mình đi khám phá cái chợ rất là đặc sắc ở nơi đây nhá. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Các bạn ơi, ở nơi đây mấy ngày hôm nay trời nắng rất là to này, trời xanh ngắt luôn, không một gợn mây nhá các bạn nhá. Trời đây thì thời tiết cũng khá là nóng các bạn ạ. Chào chào chú nhá. Làm gì đấy chú? Cạo râu à? Cạo râu vâng. Khiếp thật. Lấy dao đi cạo râu không sợ à? Vâng vâng. Đâu cạo cho xem nào, cạo lại cho đó, xem nào. Còn râu cạo nữa rồi. Đấy dưới này đầy râu này, chỗ này nè. Cào lại cháu xem nào. Không cạo râu thì cháu phải chụp ảnh nhá. Cháu đang chụp ảnh đây. Đây. Đấy. Chú cạo râu luôn này. Sắc nhờ. Đây, dao cạo râu luôn nhá. Thế mình đi ngang qua đây thấy chú đang cạo thì mình tiện mình quay luôn đấy. Vừa chặt vừa chém cạo râu. Vừa chặt vừa chém. Con râu này nó đa năng loại là chuyên dùng để về vừa chặt vừa thái. Vừa chặt vừa thái. Vâng. Này mà vợ mà ngang mà đi cạo luôn nhỉ? Vâng. Cạo hết luôn. Mình là người Mông hả chú? Vâng, người Mông. À, dao này mình tự làm luôn. Tại làng văn 45 thợ, 45 năm thợ. 45 năm rồi, 45 năm thợ rồi các bạn. Dao này, cái này là cái sạc là lắm. Càng xe máy, xe min. Làm từ càng xe min. À, này không dỉ à? Vâng, này làm cái tông, cuốn này không bao giờ dậy. Làm cái này, làm cái này là hơi hiếm. Đấy, dao này, mấy chiếc dao chặt các bạn ạ. Vâng, cảm ơn chú nhá. Vâng. Cái này là cái gì đấy anh nhỉ? Nấm tích dương à? Nay mình vừa lấy về trên, đúng không? Vừa đi lấy trên rừng về các bạn. Nấm tích dương này các bạn. May quá sang đây thì gặp hai anh vừa chở một bao nấm tích dương ở trên rừng mang ra chợ để bán các bạn. Đấy. Hai anh này vừa trên rừng về thôi các bạn. Mang nấm tích dương ra chợ này để bán này. Để mình quay xem củ to không nhá các bạn nhá. Đây là một cái loại rất là tốt để bổ thận tráng dương đấy các bạn. Wow, củ to nhờ. Củ này chắc phải 2 cân quá. Cái bao này chắc phải tầm gần 50 cân cái củ tích dương các bạn. Tích dương là một trong những cái loại bổ thận tráng dương cực mạnh các bạn nhé. Bạn nào mà bị yếu lấy cái này về ngâm rượu là sẽ hết yếu luôn các bạn ạ. Này thường thường thì theo đông y thì người ta mang về sử dụng những chứng bệnh xuất tinh sớm này, di tinh, mộng tinh và liệt dương các bạn nhé. Hiện tại đang là vụ của nó các bạn. Người dân mang ra chợ bán rất là nhiều luôn. Người dân lên chợ cái này tầm 30 cân, bao này là 30 cân các bạn ạ. Tại thì đang xếp vào trong cái thùng xốp này các bạn, để trong bao tải lâu cũng không tốt đâu, mà trong bao tải nó nóng ấy. Củ này là nó nặng 2 cân 9 các bạn nhá.
Cái củ này rất là to luôn, các bạn mang về ngâm rượu uống là tuyệt vời các bạn ạ. Cái này thì nó vừa mọc các bạn. Cái này nó mọc trong rừng già các bạn nhé. Để tìm được mấy củ tích dương như này thì không hề đơn giản đâu các bạn. Đấy, hai anh đi một ngày thì mới được bằng này thôi các bạn ạ. Nó mới được 30 cân thôi. Đây là trang phục của đồng bào người Mông ở trên vùng biên giới này các bạn nhé. Và trang phục của người Mông đây thì cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cái bộ trang phục này thì đa số là họ làm thủ công các bạn. Đây ở đây thì mình thấy có một ít sâm cau các bạn nhé. Sâm cau đỏ này họ vừa rửa sạch các bạn. Rửa sạch để hút chân không để gửi đi các bạn ạ. Nếu mà hút chân không gửi đi thì nó sẽ không bị thối các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu thì bổ dương tốt lắm các bạn ạ. Đây, ở chỗ này họ hút chân không này. Đây là hút chân không. Cái này không tầm rượu đâu đúng không chị? Phải có cho ít rượu đúng không ạ? Cho một ít rượu vào gửi đi thì nó đỡ bị thối. Đó. Nếu mà không có rượu thì gửi đi sẽ thối các bạn ạ. Đấy. Cái này hút chân không gửi đi thì thoải mái được tầm 7 ngày nha các bạn nhé, không hỏng. Nếu mà gửi không ấy, không hút chân không và cũng không có rượu thì chỉ được là 3 ngày thôi, nó sẽ thối nha các bạn nhé. Sâm cau rừng này, đó, củ nó tầm ngón tay của mình này các bạn nhé. Cái này là phải lấy máy rửa xe rửa nó mới sạch nhỉ cô nhỉ? Ừ. Rửa kia rửa xe còn phải xì xì phải kỹ nó mới ra được cái. Trên rừng thì nó ở thì giống này ở trên rừng nên là nó bám nhiều loại đất khác nhau ấy các bạn. Sâm cau rừng Tây Bắc này các bạn. Ai có nhu cầu mua sâm cau thì alo cho mình nhá. Hay củ nó tầm bằng này các bạn ạ. Trung bình tầm bằng này các bạn nhá. Đây mình quay cái gói này. Đó, cắt đầu cắt đuôi này, đó, xong là hút chân không gửi cho bạn. Mùa đông thì gửi thoải mái nhưng mà mùa hè này phải hút chân không thì nó mới an toàn các bạn nhé. Đây ở chỗ này thì mình thấy có rất là nhiều các mặt hàng đặc sản và dược liệu quý nhá. Mình quay cho bạn tham khảo. Ở đây là những cái quả táo mèo, các bạn, táo mèo tươi mang về ngâm rượu các bạn nhé. Táo mèo bắt đầu chuẩn bị chín rồi các bạn nhé. Một trong những cái loại đặc sản ở Tây Bắc các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy cái này là cái sâm tiên mao các bạn ạ. Hay còn gọi là sâm cau đen, nó có tác dụng là bổ thận tráng dương các bạn nhé. Bác nào mà bị thận hư, thận yếu hoặc là bị yếu ấy thì lấy cái này về ngâm rượu hoặc đun nước uống. Cái này nó thơm lắm các bạn ạ. Cái này nó thơm hơn sâm cau đỏ các bạn nhé. Và đây thì có rất là nhiều những loại sâm này các bạn, sâm rừng các bạn nhé. Đây là cái sâm béo đen này các bạn. Đó. Hay còn gọi là sâm cau đen loại to các bạn. Mang về chữa xương khớp các bạn ạ. Còn đây là cái này là cái sâm xuyên đá các bạn ạ. Sâm xuyên đá mang về chứa xương khớp này, điều trị sinh lý rất là tốt các bạn nhé. Mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống. Các bạn ngay trước mặt mình đây thì cái này là cái ba kích tím này các bạn. Ba kích tím rừng nhá. Người dân lên rừng họ đào trên rừng về xong mang ra ngoài này bán này các bạn. Cái giống này nó phải tách lói các bạn nhé. Tách lói thì nó đơn giản rồi các bạn. Tách lói ngâm rượu thì nếu mà không tách lói sẽ bị những cái loại nếu cái bị tác dụng phụ như là làm gây liệt dương các bạn nhé. Cái này thì dùng để điều trị xuất tinh sớm này, dị tinh mộng tinh này, nó hỗ trợ điều trị xương khớp này, cũng tốt cho chị em nữa các bạn nhé, điều hòa kinh nguyệt này, nó rất là tốt cho chị em sau khi hết chu kỳ kinh nguyệt các bạn hả, và sau khi tiền bán kinh sử dụng cái này rất là tốt này, chị em là bị yếu sử dụng cái này rất là tốt luôn các bạn ạ. Đây cái này là nhà sâm cau tươi, cái loại này chưa rửa các bạn nhé. Nó chưa rửa thì để ở đây nó được lâu hơn các bạn ạ. Đó, rửa thì nó mới đỏ các bạn nhé. Cái này là mình tách cho khách hay mình tách để ngâm đấy chị? Em tách cho khách, thế ngâm rồi một bình như này. Bình đây à, bình tím tím này à. Bình đấy là bạc kích tím này. Tách cái này có khó không? Chẻ đôi ra thôi. Cứ chẻ đôi trong xé cái lõi nó đi thôi nhỉ. Giống này ngâm rượu nó có chát không chị? Không. Không chát, thơm nhỉ. Đây này. Mình bẻ cái này rút ra thôi nhỉ. Đơn giản thôi. Một cân thì ngâm được bao nhiêu cân, bao nhiêu lít rượu chị? Một cân tầm 3 lít ngâm được tầm 3 lít là đậm đặc.
Thế 3 lít thì ngâm tầm 1 tháng nhỉ? Này, em ngâm được 1 tuần. À, ngâm 1 tuần là lên màu như thế thôi. À, cảm ơn chị nhá. Đây, bình 3 kích ngâm 1 tuần. Bình bên trong này chắc là... Đấy là cả sâm cau. À, cả sâm cau, thằng nào thấy nó đỏ đỏ. Và cả dâm dương hoắc. Đủ vị nhỉ? Vâng. À, còn đây là con sâu tre ngâm hả chị? Đấy là sâu chít anh ạ. À, sâu chít chứ nhỉ? Sâu chít là... Nó là đầu năm chứ nhỉ chị nhỉ? Vâng, à. À, cuối năm mới có. Cái này ngâm để tốt cho đàn ông à? À, cảm ơn chị nhá. Đây là những cái lọ sâu chít này các bạn. Nó sâu chít ngâm rượu uống rất là tốt nha các bạn nhá. Cái này thì phải ngâm các bạn ạ, vì con này tách ra chỉ tầm một buổi nó chết, phải ngâm vào rượu thì mới bảo quản được lâu, hoặc là mang phơi khô các bạn ạ. Thường thì ngâm rượu thì bảo quản được lâu hơn và tốt hơn là phơi khô các bạn nhá. Còn cái này là một cái loại viên nén được bào chế từ các loại thuốc của đồng bào người Dao đỏ các bạn ạ. Cái này dùng để tiêu u nhé các bạn nhé. Cái này thì nó có những cái thành phần là xạ đen này, bách chi liên này, trinh nữ hoàng cung này, tỏi đen tam thất và một số những cái loại cây khác nhé các bạn nhé. Ta dùng là tiêu viên này, tiêu độc, tiêu đờm này, tốt là tiêu những loại khối u này, tiêu mỡ gan, mỡ máu này các bạn. Rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Góc bên này thì mình thấy có hai bà cô người Mông họ ngồi bán nông sản này các bạn. Ở đây là những cái nấm này các bạn, nào nấm mộc nhĩ rừng các bạn nhé, và một ít măng rừng các bạn ạ. Ở đây, bên trong này thì có gian hàng thuốc truyền thống của người Dao trên này các bạn nhé. Đây là một loại thuốc đặc trị hút này các bạn, đó. Thuốc nam truyền thống này các bạn. Các bạn bị hút ấy, lấy cái này về đun nước uống các bạn nhé. Cái này rất là nhiều loại vị thuốc kết hợp với nhau, các bạn chỉ cần mang về đun nước uống hàng ngày là uống hết hai gói này. Ví dụ các bạn bị hút nhẹ nhàng ấy, uống hai gói này là có thể là khỏi luôn các bạn ạ. Còn nếu mà bạn nào bị lâu năm thì uống một đến hai gói là thấy nó bớt đau là sẽ tốt, rất là khỏi nhanh. Cây mật gấu chứa đau nhức xương khớp và chứa gan các bạn nhé. Còn ông ruồi này to nhỉ, nó tầm cân 8 à, to nhỉ. Tụi ông ruồi này sắp hết mùa ấy nhỉ. Tụi ông ruồi nó hết mùa sớm hơn. Ông ruồi hết mùa sớm hơn ông khoái và ông núi đá. Cái bên này là bầu mật này, còn bên này là nhộng nhé các bạn nhé. Cái bên này là mật của nó à? À, mật ong núi đá. Mật phấn hoa đây. Dưới này là ong núi đá này. Bên này là ong khoái. Bên này là ong khoái à? Thế mật ong ruồi đâu ạ? Không có à? Chưa vắt à? Chưa vắt. Ong ruồi thường thì bán cả tổ như này thôi nhỉ? Đây, người ta tự thích lấy cả tổ như này về đấy, tự vắt. Vâng, những cái tổ như này thì nó rơi vào tầm mấy lạng nhỉ? 8 lạng, tổ này 8 lạng. Cái này thì không ai nuôi được các bạn nhé. Tổ đây 6 lạng. Còn bầu mật này còn ấy này, còn nguyên, chưa bị nát tí nào. Vâng, nó chỉ tầm này thôi, ít khi có tổ to lắm. Hiếm lắm, vâng. Ong ruồi là một loại ong rất là hiếm luôn. À thế à? Vâng, ok, cảm ơn ạ. Đây là táo mèo, mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống. Cái giống táo mèo này có tác dụng gì nhỉ? Chị nhỉ? Cái này nó nói chung nói là hàng này nó uống nó mát. À. Là đường ruột. Tốt cho đường ruột. Vâng. Đây ở góc này thì mình thấy họ cũng bán rất là nhiều dược liệu luôn các bạn. Đây là những cái củ tắc kè đá nha các bạn nhé. Cái này mang về để chữa xương khớp các bạn ạ. Bác nào đau nhức xương khớp đấy này về sử dụng. Đây là một cái loại giữa rừng các bạn. Cái giống này giống nhỏ các bạn, giống nhỏ nó thơm hơn giống to kìa các bạn. Đó, mà về chứa sỏi thận rất là tốt các bạn nhé. Bác nào mà thận hư, thận yếu hay bị sỏi thận các thứ thì lấy này về sử dụng. Còn đây là gừng đen các bạn. Cái này dùng để chứa, cái này các bạn nào mang về để chứa dạ dày rất là tốt các bạn nhé. Bác nào mà viêm loét dạ dày, viêm dạ dày tá tràng. Đó, lấy này về sử dụng. Các bạn lấy cái này về ngâm với mật ong các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể phơi khô ra, tán hay bột ra, mang về pha với mật ong uống buổi tối các bạn ạ. Cái này ai mà bị các bệnh về dạ dày ấy, nếu mà hợp ấy là chỉ cần uống tầm một tuần thôi là khỏi luôn các bạn nhé. Còn cái này là cái cổ tích dương các bạn, cổ tích dương tươi các bạn nhé. Đó. Cái này mang về để ngâm rượu, đó, tốt cho sinh lý đàn ông rất là tốt. Đây là một cái loại
tốt cho sinh lý đàn ông. Này mang về ngâm rượu các bạn ạ. Ngâm rượu nó uống hơi chát chát một chút các bạn ạ. Tưởng chị bảo là thằng nào hôm nọ ra đây nhà nó không. Cho em hỏi chút đây là quả gì chị nhỉ? Quả maca. Quả maca này à. Tươi mang về đun nước uống à? Hay ngâm rượu. Đâu? Cái này làm sữa. Làm sữa để ăn đi. À thế à. Cái đây là cái đẳng sâm đúng không nhỉ? Đẳng sâm rừng mang về ngâm rượu. Đây là nguồn ngâm rượu tốt cho cái gì chị nhỉ? Cái này là cái nào? Cái này là cái đẳng sâm này này. Cái này là tốt cho máu. Và tốt cho máu. Uống mát luôn, hầm xương, hầm canh. À. Thế à. Ngâm rượu. Vâng, cái này nó mát lắm nhỉ? Em thấy nhiều người ăn sống được mà. Cái đấy là hầm ấy, hầm canh ấy. À vâng. Nó là một vị thuốc bắc mà. À vâng. Ở góc này mình thấy rất là nhiều thảo dược nha các bạn nhé. Đây là cái chuối hột rừng này các bạn. Mang về, hiện tại nó chín rồi các bạn nhé. Mang về thái lát ra, ngâm rượu, phơi khô ngâm rượu các bạn nhé. Dùng để chữa sỏi thận này, tốt cho sinh lý các bạn nhé. Còn đây là những cái củ hạt hủ ô tím đấy các bạn. Củ hạt hủ ô tím đây thì rất là nhiều luôn các bạn. Cái này thì mang về dùng để đun uống hoặc là ngâm rượu các bạn. Cái này dùng để mang về đun uống là rất là tốt cho bác nào bị tóc bạc này, tóc rụng, tóc hay rụng thì sử dụng cái này rất là tốt luôn các bạn nhé. Cái này thì các bạn là mang về băm phơi khô ra, đó, đun nước uống rất là tốt luôn các bạn ạ. Rất là nhiều. Cái củ này thì ngoài tác dụng là chữa tóc bạc ra còn làm đẹp da các bạn ạ. Chị em nào muốn làm đẹp da lấy củ này sử dụng rất là tốt luôn ấy. Đây là kỳ tử đỏ. Cái lọ này thì được cả 2 lạng không chị? À, 5 lạng cả, rất nhẹ nhẹ. À, rất là nhiều công dụng, tăng cường chức năng sinh lý này, tăng cường chức năng miễn dịch này, tốt cho gan, tốt cho bệnh tiểu đường, tốt cho thị lực này. Cái này mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu hay như thế nào chị? Cái này này, dưới này là tam thất, loại này là bao nhiêu củ nhỉ? 32 củ này các bạn. Cái này nó tốt cho dạ dày và u biếu các bạn ạ. Mang về tán hành bột pha với mật ong uống buổi tối các bạn nhé. Trước mặt mình đây là hạt sang rừng các bạn nhé. Cái này thì dùng để chữa dạ dày rất là tốt luôn các bạn. Để mà sử dụng được các bạn phải tách hết cái lớp lông của nó đi các bạn nhé. Đó là cái phần ở bên trong này. Lông thì nó có tác dụng phụ nhé. Nó sẽ gây ra bị viêm họng các bạn ạ. Đây là những cái gói tách sắn này. Thường các bạn lấy một miếng này uống sau ăn nhé các bạn nhé. Cái gói này thì chưa, cái gói này dùng được mấy ngày chị nhỉ? Gói này là dùng được 1 tháng. Cái này thì uống sáng 1 lát này, tối 1 lát, sau ăn 30 phút các bạn nhé. Ngay trước mặt mình đây là gói hắc kỳ tử đen này các bạn. Mỗi gói này là 1 ký nhé các bạn nhé. Cái này thì nó rất là tốt luôn các bạn ạ. Cái này thì nó dùng để chống oxy hóa này, nó kháng ung thư này, một loại kháng ung thư cực mạnh các bạn nhé, tốt cho phụ nữ này, đó. Và ngăn ngừa và kìm hãm sự phát triển của những cái tế bào ung thư các bạn nhé. Cái này mang về đun nước uống các bạn ạ, hoặc là ngâm với mật ong các bạn. Ở đây thì mình thấy có mấy củ sâm đương quy rất là lớn các bạn nhé, có những cái củ nó thậm chí là cân đấy các bạn. Cái này mang về ngâm rượu rất là tốt cho bác nào mà bị đau nhức xương khớp này, đau mỏi vai gáy này các bạn. Đặc biệt là điều trị thoái hóa cột sống này, viêm khớp này các bạn. Cái này mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu thì nó rất là tốt các bạn ạ. Ai nhu cầu mua cái này thì alo cho mình nhá. Cái củ này thì nó tầm 1 cân ấy, thơm lắm các bạn. Cái giống này các bạn mang về hầm gà, hầm xương, ngâm rượu đều được hết các bạn ạ. Này ngâm rượu nó mới tuyệt vời các bạn ạ. Củ này cho vào bình thì ngâm rượu đẹp lắm các bạn ạ. Đây, củ to chưa? À, nhu cầu mua sâm đương quy này thì nhấc máy lên alo cho mình. Cái củ này hơn cân luôn đấy. Củ này tầm cân 1,5 cân các bạn ạ. Trước mặt mình đây là những cái quả dứa rừng này các bạn. Cái loại giống to các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu nó lên màu đỏ, uống thơm lắm các bạn ạ. Đây ngay trước mặt mình đây là những cái củ bình vôi nhé các bạn nhé. Bình vôi thì có tác dụng để chứa dạ dày các bạn ạ. Các bạn mang về thái lát ra, phơi khô, đun nước uống. Rất là tốt cho dạ dày. Bạn nào mà bị các bệnh về dạ dày sử dụng cái này rất là tốt các bạn nhé. Còn đây thì mình thấy có một ít cái
hoa đu đủ họ phơi nắng này các bạn, cái này thì họ phơi để đun uống ấy. Bên mình thì cũng đi nhập người dân phơi ở trong bản về để mang về, ai có nhu cầu mua thì mình sẽ gửi cho. Đây đó, cái giống này thì nó rất là tốt nha các bạn nhé, dùng để chữa dạ dày này, ngăn ngừa phòng chống ung thư rất là tốt các bạn ạ. Và bác nào sau khi xạ trị thì sử dụng cái này rất là tốt. Cái này thì nó có hai cách sử dụng các bạn nhé, mang về ngâm với mật ong đó, hoặc là ngâm mật ong, hoặc là đun nước uống, sắc nước uống rồi pha trà đấy các bạn. Cái này thì ngâm mật ong uống tốt lắm các bạn ạ. Hoặc là các bạn nếu mà không bị bệnh thì lấy về và ngâm rượu nhá, ngâm rượu uống cái này tốt lắm các bạn ạ, nó giải độc gan đấy các bạn. Bác nào hay uống rượu nhiều lấy này ngâm rượu uống tiếp khách thì giải độc gan rất là tốt các bạn ạ. Đây ngay trước mặt mình đây thì những cái hạt thủ ô tím này các bạn, họ thái lát phơi nắng để đun nước uống các bạn ạ. Giống này thì như mình vừa giới thiệu ở kia rồi, gặp trong này thì họ phơi nắng thì mình quay sơ qua một chút. Đây các bạn nếu mà lấy ấy, thì mình sẽ mua người dân như thế này, đóng gói gửi cho các bạn nhé. Cái giống này thì sử dụng phải khô như này, không thì nó sẽ cái nhựa nó rất là hại cho sức khỏe, các bạn phải phơi khô nó bay hết cái nhựa độc của nó đi các bạn ạ, thì mới nên sử dụng các bạn nhé. Cái này là nấm ngọc cẩu nhỉ cô nhỉ? Nấm ngọc cẩu phơi khô này, mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống, tốt cho bác nào bị yếu. Ai mà yếu dùng cái này ngâm rượu tốt đấy nhỉ? Và không thẳng đứng là ngâm rượu là thẳng đứng luôn đúng không? Và chào người đẹp cho quay chút. Cái này là cái thịt lợn sấy hay thịt trâu đấy? À, thịt lợn à? Cái này ướp mắc khén hạt dổi một số gia vị nó sấy nhỉ? Cái này thì mình sấy bao lâu nó mới khô à? Nếu mà nắng thì nó rơi vào tầm 3 đến 4 ngày. À tầm 3 đến 4 ngày mới khô cả. À, cảm ơn chị nhá, chúc chị đan hàng nhá. Còn đây là cái thịt chó hay thịt lợn đấy? Thịt lợn đấy. À, thịt lợn à. Rồi, chúc chị đan hàng nhá. Đến góc này thì mình thấy họ bán sâm đương quy la liệt luôn các bạn ạ. Những củ sâm đương quy ở đây họ thu hoạch về bán nhiều lắm. Ở đây thì họ bán nguyên cả lá nhá các bạn nhá. Thường thì sâm đương quy ngâm cả lá nó mới thơm mới đẹp, mới là tốt các bạn. Và ngâm nguyên củ thì nó không có nhiều chất bằng ngâm cả lá đâu các bạn. Và các bạn lấy lá về không ngâm ấy thì các bạn có thể cắt ra lấy lá để xào hoặc là để đun nước uống, pha nước uống rất là tốt các bạn nhé. Ai nhu cầu mua sâm đông quy và tất cả mặt hàng dược liệu Tây Bắc thì alo cho mình nhá. Chào chú nhá, nhiều rau nhỉ chú nhỉ? Chú mang đi bán. Chú ở từ chỗ nào về đây à chú? Tả Lèng. Tả Lèng về đây bán rau này, rau phát cỏ, rau nhọn rồi là rau quắm luôn các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy có một bà cô người Mông đang bóc măng sạt này các bạn. Đó, măng trên rừng nha các bạn nhá. Măng này ăn ngon lắm, các bạn mang về hầm. Đó, hầm ăn ngon lắm các bạn ạ. Đây và một số loại nấm này. Nấm rừng này các bạn. Đó, nấm hương này, nấm mộc nhĩ này. Còn đây là nấm lim xanh các bạn nhá. Nấm lim xanh này, cái này là nó vừa mới mọc này, người dân hái về rồi mang về bán tại chợ phiên này. Cái này thì nó rất là tốt các bạn nhé, mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Đây có những cái nấm to rất là to, cái này thì các bạn mang về để chữa tiểu đường này, chữa bạn nào bị dạ dày này, chữa tốt cho hệ tiêu hóa các bạn nhé. Đó, tốt bác nào mà men gan cao này đó, hoặc là sơ gan này, mỡ máu này, sử dụng cái này rất là tốt các bạn ạ. Có vẻ là cô bán măng rất là chạy luôn các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy có cái tam thân hoang nha các bạn nhá. Đây, cái củ tam thân hoang này, đào trên rừng về xong rồi mang ra chợ để bán các bạn. Cái giống này thì nó rất là tốt các bạn nhá. Ngăn ngừa, phòng chống và điều trị ung thư các bạn ạ. Các bạn nào mà bị ung thư lấy cái này về ngâm với mật ong uống rất là tốt luôn. Cái củ này nó rơi vào tầm 1 lạng thôi các bạn ạ. Giống này nó rất là hiếm các bạn nhá. Cái này mấy củ một cân nhỉ anh? Cái này 2 củ một cân. 2 củ một cân. Mình ở từ đâu lên ra đây bán vậy? Trên Lùng Nàng. Lùng Nàng à? À trên Lùng Nàng ra đây bán 2 củ một cân các bạn. À, củ rất là lớn. Này mang về ngâm một bình rượu thì rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Nay lại đi đây chơi. Nay quay mấy con đây cô? Quay có một con thôi. Quay một con. Công nhận nhà cô lợn quay ngon thật, hôm nọ mua một ít về ăn. Ngon thật. Thôi cháu không thử nữa đâu. Tí khoan được cơm. Rồi cháu xin nhá. Ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, mình di chuyển ra đây thì thấy rất là nhiều người
dân họ từ trên bản xuống đây để bán hàng này các bạn, nông sản các thứ này các bạn nhé, rất là nhiều sắc màu luôn. Chào cô nhá. Cô là người gì đấy cô? À, người Mông à? Cô từ đâu xuống đây bán hàng vậy ạ? À thế à? Vâng, cảm ơn cô nhá. Bên này họ cũng bán rất là nhiều nông sản, rau củ quả. Chào bà nhá. Bà là người gì bà? Người Giấy hay là người... bà là người Giấy, không mặc quần áo người Giấy đi chợ à? Vâng, cảm ơn bà nhá. Chúc bà đắt hàng. Đây bà mặc trang phục của người Giấy này. Đó, trang phục người Giấy đây rất là đẹp luôn. Mận ngon nha. Chào em nhá. Xin chào, mình là người Mông chứ. À người Mông à. Anh chào hai em nhá. Hai em là sinh viên à? À em học ở trường gì ấy? À cao đẳng à? À. Năm em đang học năm nhất hay năm thứ mấy rồi? Em đang học nghề tóc. Hả? Đang học nghề tóc. À em học đây lâu chưa? Em học từ tháng 12 rồi. Tháng 12 năm ngoái. Nhà hai em ở chỗ nào? Lai Châu này? Em ở Tân Uyên. Tân Uyên à? À em là người Mông hay là người Thái? Người Mông á? À cảm ơn hai em nhá. Em có thể chia sẻ tên và tuổi của em được không? Em tên Trang, em 24. Tên là Sao 24 à? Vâng. Một cô gái là Trang, à? Tên là Trang, sinh năm 24. Trên người sinh ủ hết là 2 rồi. Vâng em nhá. Góc bên này thì mình thấy họ bán chim này các bạn. Đây là những con chú chim non nha các bạn nhé. Đây, mấy con chim non này rất là đẹp luôn. Đây là chim trẻ than. Trẻ than hay trẻ gì ạ? Trẻ đất rồi. Cái này giống này trẻ đất này. Đây mấy con này là trẻ than này các bạn. Nó trẻ đất đấy em. Cái họ bảo trẻ đất. Biết được. Đây. Chim nhiều lắm các bạn. Con đấy chim gì? Trăm màu ấy. Con này mua à? Hay bán đấy? Bán. Bao nhiêu tiền con này anh? Mấy trăm. Bao nhiêu ạ? Mấy trăm. Mấy trăm là bao nhiêu? Mấy tầm mấy trăm? Nó là mấy trăm. Bán rồi. Tầm mấy trăm? 500 không? 600. À 600 thì giá cũng thể chứ. Đây mấy con trẻ than non này các bạn. Rất là đẹp nhá. Đang vào vụ chim non này các bạn. Cái giống trẻ than này rất là dễ bắt luôn. Trẻ lửa thì hơi khó bắt một chút các bạn ạ. Còn trẻ than này nó đơn giản lắm, dễ bắt lắm các bạn ạ. Đây có một chú trào màu rất là thuần các bạn ạ. Chim này họ được nuôi lâu rồi nên là thuần lắm các bạn ạ.